truyền thuyết Bạch Xà và nỗi oan Pháp Hải. Nhắc tới Bạch Xà truyện, nhiều người nghĩ ngay đến mối tình oan trái của Hứa Tiên và Bạch Xà. Còn Pháp Hải được xem như một kẻ xấu xa phá hỏng mối lương duyên ấy. Tuy nhiên, ít ai biết đó là câu chuyện bị con người cường điệu và biến đổi hoàn toàn sai với ý nghĩa chân chính ban đầu. Vậy, trong lịch sử Pháp Hải Đại Sư là một người như thế nào? Câu chuyện Bạch Xà truyện có thật hay không và đã bị biến đổi ra sao? Cao Tăng Khổ Tu. Cao Tăng Pháp Hải, tục danh là Bùi Văn Đức, con trai của tướng Bùi Hưu thời Đường Tuyên Tông. Khi sinh, đầu Pháp Hải rất ít tóc, vì thế gọi là Bùi Đầu Đà, nghĩa là người đàn ông tu hành khất thực. Pháp Hải thời bé đọc nhiều sách vở, thông minh hơn người, khi còn trẻ đã vào làm Hàn Lâm Viện. Sau đó, ông được cha đưa đến Lao Sơn tu hành, bái Linh Hữu Thiền Sư làm thầy, lấy pháp danh là Pháp Hải. Pháp Hải ở trong chùa được giao nhiệm vụ gánh nước, kiếm củi. Hằng ngày, ông đều gánh nước từ dưới chân núi lên chùa cho các nhà sư tắm giặt, ăn uống. Theo quy tắc trong chùa, ông phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, gánh nước cho đến 10 giờ tối. Rất cực khổ. Công việc gánh nước của Pháp Hải kéo dài suốt 3 năm. Linh Hữu Thiền Sư cảm thấy rằng đệ tử của mình thực sự rất muốn được ra ngoài, bèn cho Pháp Hải đi vân du. Trước lúc đi, Linh Hữu Thiền Sư đưa cho Pháp Hải 8 đồng tiền, nói rằng đây là số tiền mà 3 năm qua trả công cho con vất vả làm lụng, hãy cầm lấy. Sau này khi đã tiêu hết tiền rồi thì con cũng sẽ đến được nơi cần đến. Pháp Hải ra đi mang theo mình 8 đồng tiền làm lộ phí. Số tiền ấy chỉ đủ cho một bữa ăn, trong khi Pháp Hải vô định không biết điểm đến. Dọc đường, Pháp Hải phải khất thực xin ăn, ăn gió nằm sương, chịu nhiều khổ cực. Ông đã đi từ Hồ Nam đến Hồ Bắc, rồi lại tới Nam Kinh, sau đó tới Trấn Giang. Khi đến một bến sông, người lái đò nói với Pháp Hải, trả ta 8 tiền, ta sẽ đưa ông sang ngọn núi bên kia sông. Pháp Hải nghe vậy, ngộ ra được rằng cuối cùng mình cũng sắp đến được nơi mà sư phụ chỉ định trước khi xuống núi, liền đồng ý ngay. Bên kia sông có một ngôi chùa nhỏ, ngói vỡ vườn hoang, cỏ dại rậm rạp. Vì đã chịu khổ quá nhiều, Pháp Hải ngộ ra rằng tu hành là phải chịu khổ, nên chẳng còn oán trời trách người gì nữa. Hằng ngày, Pháp Hải tĩnh tâm thiền định trong sơn động, vừa tụng kinh vừa tự cày cấy khai hoang. Ngoài ra, Pháp Hải cũng vừa bỏ công khôi phục ngôi chùa hoang đó. Câu chuyện tu luyện khắc khổ của thiền sư Pháp Hải được chép trong cuốn Kim Sơn Tự Chí. Trong sách kể rằng Pháp Hải một mình tu luyện khai hoang đồi núi để thể hiện quyết tâm tu Phật của mình. Lại có chuyện rằng trong một lần sửa chùa, Pháp Hải đào được một đống vàng nhưng đã mau chóng mang hết vàng nộp lên quan thái thú ở Trấn Giang, bấy giờ là Lý Kỳ. Lý Kỳ lại đưa chuyện này tâu với vua Đường Tuyên Tông. Bấy giờ vua Đường vô cùng khâm phục Pháp Hải, hạ chiếu cấp hết số vàng ấy để khôi phục lại ngôi chùa, rồi cho đổi tên thành chùa Kim Sơn. Từ đó, Pháp Hải trở thành thiền sư, khai sáng ra truyền thống ở ngôi chùa này, được hậu thế tôn xưng là Kim Sơn Bùi Tổ. Hàng Phục Xà Tinh. Trong văn hóa tâm linh của người xưa, những loài động vật như rắn, cáo, chồn và một số loài khác sau khi hấp thụ tinh túy của trời đất thì sẽ có được công năng nhất định. Những loài động vật này hóa thân thành hình dáng con người rồi hút tinh hoa trên thân người. Chúng vừa gây hại cho con người vừa làm loạn đạo đức nhân gian. Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng. Những loại yêu quái này thường bị những bậc cao tăng đạo sĩ có đức hạnh cao hàng phục hoặc diệt trừ. Bởi vậy, động vật dù có công lực cao đến đâu thì trước mắt người tu luyện chân chính, chúng quả thật rất nhỏ bé.
Kim Sơn Tự Chí có ghi lại câu chuyện về chuyện hàng phục rắn của thiền sư Pháp Hải. Trong hang động của mãng xà, bên phải có những mũi dao sắc bén vô cùng nguy hiểm. Vào sâu khoảng 4-5 trượng sẽ nhìn thấy một con rắn trắng đang nuốt chửng người bị bùi đầu đà thu phục. Đến thời nhà Minh, có một nhà văn tên Phùng Mộng Long khi viết Cảnh Thế Thông Ngôn đã chỉnh lý lại câu chuyện Bạch Xà thành tiểu thuyết Bạch Nương Tử Vĩnh Trấn Lôi Phong Tháp. Phần mở đầu nói về xà tinh vốn là loại hại người, nhấn mạnh chân lý người và yêu không thể sống chung. Truyện kể rằng Hứa Tiên vì ham mê sắc đẹp mà gặp phải ác duyên với Bạch Xà. Về sau, vì luôn gặp phải phiền phức, Hứa Tiên mới phát hiện ra sự thật Bạch Xà là một con rắn, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền cầu xin thiền sư Pháp Hải cứu giúp. Lại nói, thiền sư sau khi bắt nhốt Bạch Xà rồi đã để lại 4 câu kệ: Tây hồ nước cạn, sông hồ chẳng lên, tháp lôi phong đổ, Bạch Xà xuất thế. Đọc kệ xong, Pháp Hải thiền sư lại viết 8 câu thơ để khuyên răn người đời. Khuyên răn người đời đừng háo sắc, những người háo sắc bị sắc mê. Tâm chính tự nhiên tà không nhiễu, thân ngay há có ác lại tìm. Chỉ nhìn Hứa Tiên vì háo sắc, chính dáng quan tòa chuốc thị phi. Nếu như lão tăng không cứu giúp, Bạch Xà nuốt chửng chẳng chừa xương. Sau biến cố này, Hứa Tiên nguyện ý xuất gia làm lễ bái thiền sư làm thầy, xuống tóc làm tăng ngay ở tháp Lôi Phong. Tu hành được mấy năm, một đêm Hứa Tiên tọa hóa mà rời đi. Trước lúc lâm chung, Hứa Tiên cũng để lại 8 câu thơ nhằm cảnh tỉnh người đời rằng: Tổ sư độ ta xuất hồng trần, vạn tuế ra hoa thấy mùa xuân. Hóa hóa luân hồi lại hóa hóa, sinh sinh dời chuyển lại sinh sinh. Muốn hay hữu sắc hoàng vô sắc, cần tỏ vô hình lại hữu hình. Sắc tức là không, không là sắc, không không sắc sắc phải rõ ràng. Tháp Lôi Phong và Bạch Xà là sự thật. Tháp Lôi Phong còn được gọi là Tháp Hoàng Hậu, nằm trên đỉnh Lôi Phong ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Trải qua gió sương nghìn năm, Tháp Lôi Phong là chứng nhân của nhiều triều đại lịch sử, nhưng vẫn không chống lại được sự bào mòn của năm tháng. Vào thời nhà Minh, hải tặc Nhật Bản phóng hỏa đốt tháp, mọi thứ chỉ còn trơ lại bức tường vỡ nát. Về sau đến đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, những viên gạch ở dưới chân tháp Lôi Phong đã bị nhiều người đào mang đi vì tin rằng chúng có thể xua đuổi tà ma. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1924, tháp Lôi Phong sừng sững chính thức sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng một sự việc đáng kinh ngạc đã xảy ra, nhiều người phát hiện một cung điện ngầm dưới chân tháp. Họ tin rằng đây là bằng chứng về sự tồn tại của Bạch Xà Tinh. Vào năm 2001, để tái thiết kiến trúc Lôi Phong Tháp, phần móng bên dưới tháp đã được tiến hành khai quật. Trong quá trình này, người ta mới thấy một tảng đá khổng lồ chặn kín lối vào cung điện ngầm. Những cuộc khai quật tiếp theo sau đó đã làm lộ ra bí mật bị che giấu hàng nghìn năm. Những cổ vật ở chân tháp Lôi Phong được phát hiện bao gồm một hộp xá lợi bằng sắt nặng hơn 200kg nổi bật ngay chính giữa cung điện. Bên trong hộp xá lợi có một tòa tháp giác vàng rộng cao 35,6cm. Đây là dục A Vương Tháp hay Kim Đồ Tháp nổi tiếng trong lịch sử. Ngoài ra còn có tổng cộng 60 văn vật vẫn được bảo tồn rất tốt. Theo các nhân viên khai quật, hàng chục con rắn trắng đông cứng đã được tìm thấy tại hiện trường. Nhiều người cho rằng đó là hóa thân của Bạch Xà. Tảng đá rất lớn chặn lối và cung điện ngầm cũng trùng khớp với câu chuyện thần kỳ về Bạch Nương Tử. Truyền thuyết vốn bị cho là hư cấu vì khó lòng xác thực, nhưng thật ra có những sự việc con người thế gian cần phải có ngộ tính mới có thể nhìn thấy được. Ngoài ra, cũng có những sự việc cần phải đợi đến thời điểm thích hợp thì chân tướng mới có thể hiển lộ. Bởi mọi sự việc ở thế gian đều nằm trong an bài của thần.
biến đổi hàm nghĩa khiến nhân tâm mà biến. Vật đổi sao dời, thiên địa biến hóa, xã hội xoay vần. Bạch Xà truyện nguyên ban đầu là lời cảnh báo cho con người rằng chớ nên u mê trong tình sắc, dục vọng để rồi tiêu phí đi sinh mệnh của mình, chứ không hề cường điệu tình cảm nam nữ, cổ suý cho việc phóng túng dục vọng. Đây cũng là câu chuyện thể hiện chân lý ta không thể thắng chính. Tuy nhiên, đến thời hiện nay, Bạch Xà truyện đã trở thành một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, ngợi ca ái tình. Sau phong trào cải cách Ngũ Tứ, xu hướng kêu gọi giải phóng nhân tính, chống phong kiến và chống truyền thống bắt đầu xâm chiếm Trung Quốc. Trong tác phẩm của mình, Lỗ Tấn đã thay đổi cách hiểu về Pháp Hải. Dưới ngòi bút của ông, Pháp Hải từ chỗ một bậc cao tăng các đạo chân chính, ra tay trừ yêu diệt họa, lại trở thành thế lực lễ giáo phong kiến, ngăn cản Bạch Xà và Hứa Tiên đến với nhau. Từ đó, Pháp Hải trở thành hình tượng bị chỉ trích và đấu tố. Phim ảnh trở thành nơi khuất trương bạo lực, khiêu dâm, cung đấu, gia đấu và gian lận. Theo thời gian, lý niệm truyền thống bị đảo ngược, con người không còn phân biệt được phải trái, đúng sai, thiện ác, chính tà. Từ đó ngày càng khinh nhờn và bán bổ thần linh, lại còn chuộng việc ca ngợi yêu ma tà linh thấp kém, vốn chỉ muốn chiếm đoạt thân xác và đưa con người xuống địa ngục. Quả đúng là nhân gian oán Phật không độ mình, mà thân tâm trí hỏi sạch trong, Phật trên cao đó người than thở, không biết một niệm Phật tại tâm.